anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi ngang qua đồng lúa, môn đệ của người vừa đi vừa bức lúa. Tức thì những người biệt phái nói người rằng: kìa thầy, xem tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép làm. Người trả lời rằng: các ông chưa đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực vì đói ư? Ngài đã vào trong nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế mới được ăn và cho cả các cận vệ cùng ăn nữa sao? Và người bảo họ rằng: ngày Sa-bát làm ra vì loài người chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát, cho nên con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay kể cái câu chuyện các môn đệ đi ngang qua đồng lúa, bức cái ré lúa nhấp vào miệng bởi vì các ông đói. Những người biệt phái trông thấy vậy thì khiển trách: tại sao mà các môn đệ của Chúa làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Tại sao vậy? Ngày Sa-bát, đó là cái Sa-bát là cái tên tiếng Do Thái, chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam đó là ngày thứ bảy đó. Chúng ta ngày Chủ nhật là ngày nghỉ việc xác, còn người Do Thái là ngày thứ bảy họ nghỉ việc xác. Và họ nghỉ việc xác thì họ giải thích tất cả những gì mà trong luật không được phép làm thì chúng ta làm là vi phạm luật việc xác. Trong đó có việc bức ra lúa, đi quá xa, tất cả những điều đó họ gọi là làm việc xác. Họ không có biết rằng là trong cái hoàn cảnh nó như thế nào, nhưng mà cứ làm cái công việc đó, họ chiếu theo cái hành vi để họ kết luận rằng anh vi phạm luật. Chúa Giêsu đưa một cái câu chuyện là vua David lúc bây giờ đói lắm. Ngài vào trong đền thờ, thì trong đền thờ của hồi đó thì có hai loại bánh, bánh dành cho hàng tư tế, bây giờ ta gọi giống như linh mục vậy, bánh dành cho những người phục vụ ăn, rồi bánh dành cho dân chúng ăn. Và chỉ cái bánh dành cho những người phục vụ ăn, không ai được phép ăn. Thế lúc bây giờ vua David đói quá rồi, vào trong đền thờ, bánh với dân chúng thì hết sạch rồi. Thế là người ta mới lấy cái bánh của cái người phục vụ đó cho ăn, mà theo luật thì không được phép. Mà không những ông ta ăn, mà ông cho tất cả những cận vệ của ông ta ăn nữa luôn. Thế Chúa hỏi trong trường hợp đó thì sao? Im ru. Cứu người thì lớn hơn luật chứ. Mà sao mà lại cứ chiếu luật để mà bắt chẹt người ta? Rồi Chúa nói con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Điều này cho chúng ta thấy là trước hết anh chị em biết luật đó, hiện nay trên thế giới mọi bộ luật được hình thành là do phục vụ con người. Từ luật kinh tế cho đến luật giao thông cho đến luật hình sự, tất cả các bộ luật. Người ta, anh chị em thấy như đất nước của chúng ta này, quốc hội cứ phải sửa luật đi sửa luật lại. Lúc thì luật đó nó xưa rồi, bây giờ nó không cập nhật nữa phải sửa lại. Lúc thì bây giờ người ta có những chuyện này kia xảy ra mà trong bộ luật không có thì bây giờ phải thêm vào, người ta gọi là bổ sung hoặc là sửa chữa. Tại sao mà bổ sung và sửa chữa? Vì cái luật đó nó phải phục vụ cho con người, trật tự phục vụ cho vì công ích chung. Do đó cái luật nó dựa trên cái tiêu chuẩn là con người để thiết lập bộ luật. Luật nó không phải là kết quả của bàn giấy, ở trong bàn giấy ngồi nghĩ ra để viết. Cũng giống như một cái tác phẩm, một ai đó, một tác phẩm về văn học ngồi nghĩ ra mà viết, điều kia hư cấu nghĩ ra. Không phải thế. Luật là một cái gì đó cụ thể. Thế thì có những điều mà khi luật đưa ra, luật nó là bởi vì áp lực nhu cầu. Nhưng mà anh chị em nghe này, có những điều trên giấy tờ không có, luật không có, mà ta gọi là luật bất thành văn. Luật bất thành văn nghĩa là phải hiểu rằng là điều đó phục vụ con người, nhưng mà luật thì không nói được, hoặc là có khi nó phải, nó vi phạm cái điều đó. Ta nói ví dụ nhé. Thì ví dụ đây, bây giờ trong nhà mình, anh chị em trong nhà này, ở với nhau này, một người nào có nói hết suốt cả ngày không cho ai ngủ, trong nhà anh chị em có ghi luật rằng là không được phép nói mấy giờ dùng chỗ nào không? Làm gì nhà nào có cái ghi luật là từ mấy giờ đến mấy giờ không được phép nói, không được ồn ào. Thế nhưng mà mình phải giữ.
Má đang ngủ, im con cho má ngủ. Ba đang ngủ, để cho ba ngủ. Thí dụ vậy, luật bất thành văn vì nhu cầu con người. Rồi chúng ta ra ngoài đường cũng vậy, chúng ta sống nhiều khi nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải hiểu phục vụ con người thì gọi là luật bất thành văn. Như vậy con người là thước đo của cách ứng xử vào các bộ luật. Ngày hôm nay là ngày thứ hai của cầu nguyện cho tuần lễ hiệp nhất. Hiệp nhất chúng ta hôm nay nói về sự hiệp nhất trong lòng giáo hội Công giáo, hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với các đức giám mục, với chúng ta trong giáo xứ, trong gia đình của mình. Chúng ta chưa nói đến các anh em các giáo phái đâu. Thì sự hiệp nhất nó đòi cái gì? Tôi xin phép được suy nghĩ hai điều đơn sơ thôi, dựa trên bài tin mừng hôm nay. Sự hiệp nhất đó được giả thiết trước hết và trên hết, muốn hiệp nhất đòi chúng ta phải yêu thương nhau. Chúng ta cứ nói là hiệp nhất, hiệp nhất, hiệp nhất, không coi chừng mà khéo đó là khẩu hiệu á, mà chúng ta không có yêu thương nhau, không có chọn nhau làm tiêu chuẩn. Thì chúng ta cứ nói lúc nào mà chúng ta có cố gắng hiệp nhất với nhau nhưng mà không yêu thương nhau, thế thì chúng ta cứ toàn đưa khẩu hiệu thôi. Ê, tôi thưa anh chị em có cái điều này nè, nó hơi chạm tí nhưng mà tôi nói thật. Tôi đi học ở các nước, tôi chả thấy mấy cái khẩu hiệu này: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Mà nhà nước nhà mình cứ suốt chỗ nào cũng thấy có. Chắc là không có đoàn kết nên phải hô vậy đó. Chắc không có, không có thì phải hô lên để cho ta làm. Khẩu hiệu quá trời là khẩu hiệu. Hoặc là nhồi sọ, hoặc là không có thì bây giờ phải đưa ra để hô hào cho người ta làm. Còn nó có rồi đó, việc gì phải đưa hô ra, việc gì phải khẩu hiệu. Tự nó có rồi, khỏi cần phải khẩu hiệu. Nên càng nhiều khẩu hiệu càng biểu lộ ra là không có đó, hoặc là nhồi sọ, hoặc là làm cho áp lực người khác điều đó. Nhưng mà thật lòng nó không có, nó không có điều đó, không có điều đó. Đấy là một trong những điều. Do đó chúng ta phải biểu lộ qua việc làm của chúng ta hơn là chúng ta nói nhiều khẩu hiệu nhiều chả đi đến đâu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, sự hiệp nhất đòi hỏi chúng ta phải hoán cải tâm hồn chúng ta. Chúng ta cố chấp, chúng ta cứ khư theo ý mình, không có tôn trọng người khác, không có lắng nghe người khác, thì không bao giờ chúng ta có sự hiệp nhất được. Trong nhà anh chị em, chúng ta trong gia đình, thú thật là trong nhà mình nó cứ xáo trộn, vợ chồng cứ cãi nhau suốt cả ngày, cứ lục đà lục đục, là bởi vì chúng ta không nghe nhau, chúng ta không tôn trọng nhau, chúng ta cứ toàn là cứ giữ ý kiến của mình, cố chấp ý mình thôi. Người ta tiếng nói ở Việt Nam rất là thâm thúy, coi là chín bỏ làm mười, một nhịn coi là chín, coi là mười là được, tốt lành. Còn chúng ta nhất định là không chịu đó, phải cho bằng được, mình phải được thôi, mình phải thành công thôi, mình phải hơn, mình áp đảo kẻ khác luôn thì mới được. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta có lý, chúng ta được, chúng ta áp đảo người khác. Có bao giờ chúng ta dùng lý chúng ta mà áp đảo người khác, mà người khác người ta quỵ lụy mình đâu. Thế mà im lặng, lắng nghe, chịu đựng người khác được coi là chinh phục. Chúng ta phải xin Chúa hoán cải lòng của chúng ta. Đôi khi chúng ta phải chịu đựng tí thật, nhưng mà đưa đến một sự hiệp nhất trong nhà. Còn chúng ta lúc nào cũng cho mình đúng, lúc nào cũng cho mình hay thì lúc nào cũng lộn xộn, lúc nào cũng lộn xộn. Do đó Chúa yêu thương kẻ khiêm tốn, còn Chúa không có thấy chúc lành cho những người tự mãn kiêu căng. Và xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khiêm tốn trong cách nhìn của chúng ta. Và sự hiệp nhất được giả thiết rằng chúng ta phải hoán cải tâm hồn của chúng ta, biết lắng nghe và chúng ta biết luôn luôn tôn trọng người khác.